Lần đầu tiên thì em không có làm gì hết, chỉ có ôm rồi hôn sơ sơ thôi. Em không dám làm gì hết. Em không dám làm gì hết. Cha cứ lấy cây kéo cầm lên, tao cắt tóc mày cho mày vô chùa mày ở luôn. Chứ tao không có đứa con bệnh hoạn như mày. Thật ra cái bản chất con người con bên trong của con nó là như vậy rồi. Thì con chỉ mong là ba mẹ hiểu và chấp nhận hai đứa con thôi. Hai đứa con sẽ là một người tốt, sẽ sống có ích cho xã hội. Ba mẹ yên tâm.